Hi, hello anh em, và chào mừng em quay trở lại với channel của Sĩ Z. Dạo này hơi đam mê pháo thủ đấy anh em ơi. Hay là làm tí nhỉ? Hơi đam mê pháo thủ thật. Công nhận điều đó. Nhưng mà đánh pháo thủ thì anh em cần con cái sách thánh này để anh em có thể cầm máu cho bằng con Caffeini được. Mua sách thánh anh em đánh khổ lắm. Và thứ hai anh em cần muốn ngọc đại cho con CDK hoặc một cái đồ 40 mana cho nó. Ít nhất một nồi 40 mana. Ngon thì ngọc đại. Cái này thì đánh cung à. Hay đánh cung nhỉ? Đánh cung cũng được. Mình cũng có bạn yêu cầu mình trận cung mà mình cũng chưa đánh ra hồn lắm. Chưa ra cái linh hồn gì lắm. Cũng được. Manoman đi. Cái này cho con Floor. Cái gì bó này. Trường con rat 2 ăn đi 2 gì đấy. Cân được kèo không ta? Cân không biết. Sách thánh à? Sách thánh lại cho con này, cho con rat cũng phải ngon không? Đấy, bây giờ mình cho con rat thì quá muộn rồi. Đấm cho phát này. Ừ, trong này cái khác này cái TFT một chỗ là cái TFT đi đổi đồ ở trong game anh em ơi. Kiểu anh em đang combat mà anh em đổi đồ được luôn ấy. Cũng khá hay. Thấy đấy cũng cái một điều khá là quan trọng ấy chứ. Amelie cầm đi. Amelie cầm bởi vì nó sẽ mất máu sớm rồi nó cần hồi lại máu. Amelie cần team. Tại kiểu anh em nhiều lúc nó chỉ có mười mấy giây để anh em xử lý tất cả mọi thứ ấy. Kiểu nó không kịp thay đồ các thứ. Trong TFT nó cho thời gian thay đồ là vào trong game vẫn thay đồ được, cũng khá là ok. Mình nghĩ là nên cho cái đó vào. Ăn đi sống trâu không anh em. Mãi không chết. Đã hồi máu, đã hồi máu. Có một rat 2. Thêm rat này được. Nên là mình nghĩ đó, cờ Liên Quân update thêm cái đó. Update thêm một vài cái kiểu như là cho bản đồ đẹp hơn rồi các thứ là cũng là một số điểm có thể giúp cờ Liên Quân phát triển đấy chứ, nghe ổn đấy chứ. Cái kiểu người chơi cờ Liên Quân ở Việt Nam cũng nhiều mà, thực ra cũng kiểu như người chơi TFT nhiều nhất thì như chắc ở Trung Quốc hay ở Việt Nam à, Việt Nam chơi TFT nhiều vãi. Kiểu này anh em khai kiểu gà rán mà khai thác được cái đó là cũng thấy cũng ổn đấy chứ. Này bỏ nhá, mình đa si đi. Don't you want me like I want you, darling. Có đồ này thì mình hơi thích đánh cung. Khá thích đánh cung bởi vì anh em đánh cung nó sẽ có 100% tốc đánh này. Xong rồi còn liên xạ nữa. Kết hợp với cái này nó gần như là con Jon nó sấy nó không mất máu luôn ấy. Đấy điên phết. Đánh thú cũng được. Thú cũng ok. Với à, cái quyền trượng này mình thấy cái kiểu mút này thứ ra anh em đánh cung rất là ổn nhá. Anh em cứ hay chê thôi chứ. Chứ sao mình thấy dùng ok đấy, kiểu thay thay một cái đồ thủ nữa mà anh em đang chưa có đồ thủ nào. Tất nhiên là cũng không ngon bằng đồ thủ xịn nhưng mà chấp nhận được anh em ấy. Chấp nhận với những gì mình có. Floor thêm con này à, Floor xiên này cũng được. Cho con rat không? Cho rat 2 đồ đi. Rat 2. Đang phân vân giữa cung với cả thú. Cầm này đã. Chơi đi. Floor. Né mình à? Né né mình ra nữa. Đấm trước này, hồi máu lại một chút. Long xiên, Vio bắn ulti. Amelie ulti trước, ủa, ok. Xiên. Cho này. Cho thì bắt đầu hơi ưu tiên đánh ấy anh em ơi.
Choi thì lại ưu tiên đánh thú. Thú nhỉ? Thú nhỉ? Thú hay gì đây? Ê, con này mình ghét nhỉ? Muốn xin này luôn. Xin này. Em đi bộ này đây. Này gặp mặt là xin luôn nhá. Gặp mặt xin cái con gai ai luôn anh em. VO à? Sát sát đây một tí thì con VO này ulti vào bên kia được không? VO ulti phát đẹp này. Xuống đáy là đẹp. Đáy là đẹp, ok. Lo xiên. Mày hả bưởi. Rồi nó tự chết. Và đánh thường nó mấy phát nữa. Ya T2 Nít. Mình chưa bao giờ dùng con Phoenix đánh nhà thú mà gánh team nhỉ. Bởi vì con Phoenix này đánh thú nó không, nó không có 100% tốc đánh ấy, nên nó hơi lâu để ulti. Mà anh em ném đồ nó thì sao? Ném đồ nó thì nó còn ổn chứ. Mình gặp các bạn Floxian này chưa đúng không? Mình sẽ muốn gì? Con này đứng trên hồi máu này. Này đứng đây này. Don't you want me like I want you, darling? Lo đấy à? Nó xiên mình rồi. Rát đấm trước đi. Chạy góc ok. Vẫn thua thôi nhưng mà VOT được không? Đi chết hết. Bắn thường. Không được. Lo thương chịu. Choi. Thua đi. Dạ. Lo 2. Chưa thua này. Giữ chuỗi không? À, cho floor nốt đi. Floor 3 đồ đi. Floor đâu vậy? Không, floor đâu vậy? Vào đây. Thêm một con cung này tạm, không biết cho thêm con gì. Đấy, góc này đi. Floor xiên. Thua rồi. Không có Yon nhỉ? Xem con Yon bao nhiêu con nhá. Nhưng trận này không ra Yon thì chắc không chơi được. 13 con không phải nhiều đâu. Chứ mình sẽ đánh Vera thôi. Vera không ai chơi. Bán thần bây giờ mới ra. Master đi. Thêm con Noman nữa. Don't you want me like I want you, darling? Sáu nghìn đam cơ. Sáu nghìn đam một cái gớm nào, xin chết một con thên, thên hai, thậm chí thên ba. Chắc cho cái floor này khá hợp. Này cho con rod vậy. Cái đấy mua thú nhá. Quên quên mua thú. Thần. Chẳng cho đánh ma tộc. Ma tộc thì mình sẽ roam level 8 vậy. Đấy à. Con này xiên đứng đây xiên đứng. Đứng đây đi. Đứng góc kia khó xiên. Đứng đây đi. Mà rát mình không kịp hồi máu luôn. Lo xiên đôi được. VOD mà phát được không? Bụng. Không chết. Có liền à? Xiên. Ok nốt này. Xiên. Không kịp. Ha tay sấy. Gai à. Nhà đó không phải gai à nhưng mà vẫn trâu á.
Vera, chọn Vera đi. Đồ này thêm sách thánh nữa này. Huyền triệu thú đánh cái này thôi. Floor cầm này, Rat cầm này đi. Vera ở trận này đánh ma tộc này. Ma tộc chắc luôn. Eo thần đi rồi bỏ Vera vào đây. Được. Toàn thương đáy kia cho bắt Vio đi. Xử Vio đi. Bắt tơ nhảy. Nhảy vào hơi xấu mà thôi chấp nhận được. Nhảy tiếp ok. Ủa, bọn này đánh pháo à? Càng đét anh em ơi. Mình đánh pháo nó cứ đen đen kiểu quái gì. Bọn này đánh pháo trông ok đấy. Bắn thần bây giờ, không bắn thần nữa. Cứ thủ một chút nữa được nhá. Không quan trọng. HT nhót đi. Teo rồi. Cần có thêm Chrissy. Ma tộc. Ủa cái à ừ tăng sao mà Ma lốc chưa ai có đâu. Đến Ma lốc 2 sớm rồi mình được con Ma lốc 3 nữa. Lo đại. Ai à? Lo xiên này. Trợ thủ à? Ba tơ nhảy. Nhảy con kia. Lại còn dính thánh đồ nữa mà. Đau quá, phải đẩy thua đau ấy. Nó ra một con giòn. Một ớt thú vẫn chưa khói ấy. Hết nhờ. Liền cho teo đi. Thú ta mẹ chưa đủ 4 thú. Rồi quét. Ma lốc chắc là khéo phải lên ma lốc 2 sớm à. Như thế nào nhỉ. Hồi máu không kịp nữa rồi. Lo xiên. Pater nhảy phát cuối. Ok nhảy chết rồi con nữa. Thôi được là thế thôi. Rồng 2 nắc 2 ghét thế. Em này đợi đập thẻ răng sao sớm quá. Chrissy Master Vera Numan bỏ hết đi. Bắt buộc phải đủ thôi. Bắt buộc phải đủ. Rồng nhá. Đúng một con thú à? Đập một ma lốc 2 hoặc con cát 2 sớm. Hai làm sao? Hai ma lốc này như này. Hai ma lốc sớm. Mà lúc 2 sớm rồi. Bảnh quá. Men bỏ. Sáu thú ba ma luôn nhé.
Cái bỏ hai teo đi luôn. Này cho con cạt. Xử lý được anh em. Sách thánh cần ui. Cần sách thánh hơn. Ra. Má mới thấy lấy cái thẻ thú. Ai cho đi. Ấy giời ơi, tiếc thế. Có sách thánh ở lên đấy. Sao điền lại ngáo rồi, lại ngáo đùi gần đây phát chín anh em ơi. Tiếc quả sách thánh quá, biết thể lên thêm cái thẻ thú bỏ được con ban đun đi. Thôi đang vấn này. Quyết định sai lầm thì đành chịu thôi nha. Hai này bán đi. Thương đáy này. Thêm mà lốc. Ui, quả phone cắt này điên thế. Yêu bạn nào cũng điên anh em. Bạn nào cũng là một thằng điên. Trời ơi. Chọc. Bế. Bắt chơi điều này đi. Ai cũng là một thằng điên. Trời ơi. Cái mình có hai choi sớm. Nên đánh nó cũng đỡ đỡ hơn anh em ơi. Mặc một sách thánh, hơi tiếc sách thánh. Hai choi anh đánh kiểu này được. Thêm một con nữa, thêm con Lily. 40 ở đây luôn không? Đủ tiền. Ai ai con này. Cáo thì không sợ lắm. Cáo thì không phải là đối thủ. Trồn đẹp đó bạn ơi. Malok 3 được nhá. Chỗ này Malok 3 được đó. Cầm 2 cái Malok. Cái chỗ này thên. Đang không chơi được thên. Sẽ giữ thên lại thôi chứ mình cũng không chơi. Đang lên con giữ Lily thôi. Lấy phù thủy hồ ly vậy. Chuyện này thêm hơi khó. Đánh bằng mấy con kia thôi. Bán lốc lại. Bán thêm nhỉ. Bán thêm đi lấy lại tiền này. Thêm không dùng. Cần thêm đồ, có thêm đồ huân chương thì mình cũng cho ma lốc thôi chứ mình không cho ăn thêm. Thêm đi. Ngoài thánh đổ ngon quá anh em ơi, có hai choi trận này ok đấy, nhưng mà có sách thánh rất là ngon nữa. Cần nhất là sách thánh nữa. Và cần một con Malok 3. Hay bán ma pháp luôn nhỉ. Ma pháp luôn cũng được đấy. Sau này mình có thêm sót tướng mình thêm thì mua ma pháp lại sau cũng được mà. Ma pháp luôn tích tiền lại. Eco lại. Ồ, một chiến thuật. Ba đồ cho Vera thôi. Vera đánh thường rồi. Phát rồi. Hai Lily em cần, một con Lily là được rồi. Tích tiền đấy. Út trọng, ok mình phải xử con này. Rồng này thổi góc này khá là truy hồn này. Thên, muốn cản con này. Đừng truy hồn thổi góc bên này nhiều quá anh em ơi. Cứ cho con cát góc này tiếp nhé. Nên đứng sau nhỉ. Thôi đứng trước thì cản thêm. Con cát đáy này à, ok. Vào đây em. Con cát nhảy này.
Mà lớp 2 nhảy bên kia. Nhảy phát nữa. Bây ra ulti đẹp này. Con cát nhảy. Kiểu bán ma pháp đi anh em này. Ma pháp đi tích tiền lên 40 vàng xong rồi tí mua ma pháp lại sau cũng được. Mình muốn lên ma lốc 3. Lên không nhỉ? Thương à? Thương. Cho quét xuống dưới đài. Lốc này. Ui, hai thương vào góc này anh em ơi. Chết, hai thương vào góc này dí mình luôn, mình dí luôn. Dí luôn anh em ơi. Ổn lắm. Mà hai bạn này đây tự tiền này. Ơi gặp bạn này à. Này thì tạm được. Con cát nhỉ. Vera chắc sẽ chết sớm à. Không chết sớm được. Quét bị chôn. Hơi đen. Malok còn choi. Con cát nhảy. Vera đánh thường. Đánh thường hồi máu lại. Vera cân được con rồng này em ơi. Này cho con Von Cát đi. Này cho con Cát đi. Này cho con Vera. Vera cầm cái vuốt này sẽ ok. Mình hai máu. Bây giờ mình lên luôn, mình cũng không lên được con. Không lên được con Malok 3 anh em ơi. Phải chơi kiểu eco tiền cơ. Từ từ chậm chạp thôi. Một vội. Chậm chậm. Rồng hai góc này Von Cát mình cân cả đôi này. Rồng này thì chịu. Hôm nay mình teo. Teo mình cho đứng ma lốc đứng giữa à. Cho ma lốc đứng giữa. À chạy góc này à. Góc này chịu rồi, chạy nhiều hướng quá. Quét nộ nào em ơi, Malok nhảy nè. Malok làm gì lâu thế? Malok làm việc lâu quá anh em ơi. Anh cắt nhảy, chết cả đôi. Con đấy làm việc lâu quá anh em ơi. Nhảy. Cân kèo à, chém chết con này được không? Mình thú mà. Ok, rác không quậy là được rồi. Cứu mình một mạng. Cảm kịa. Lên luôn thôi anh em ơi, kiếm mà lớp 3 luôn. Cội. Vội quá không kịp nhìn anh em ơi, không kịp nhìn xem bạn này có cái gì. Không kịp xếp. Thôi Malok 3 đứng giữa là cũng hơi tê. Có Choi, cơn kia không có Yon. Sao Malok 3 đi vào cái hướng rốt thế em. Đi vào cái hướng tủ động quá vậy. Cát nhảy hai phát này. Đi vào hướng khó chịu thật. Thích cả khi... À thích cả khi này ngon giết bạn út trọng đi. À quên mất. Bạn này bị giết à. Ừ, thế thôi mình giết bạn út trọng nha. Nào xem nào, bạn út trọng này muốn mình xử lý bạn kiểu gì đây? Bạn muốn bị xử lý kiểu gì đây? Hả, bạn, hai bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bạn hết đủ tiền rồi. Hết bạn. Okay. Thắng được bạn này không nhỉ? Con cát xuống đáy. Cát thánh à? Thế mình chưa cho vào kìa. Thuận điên hết. Thêm sót tướng thì thêm gì nhỉ? Chả biết thêm con gì. Anh ngăn cản bạn kia thêm gì không? Bạn kia muốn ngon gì? Kia thêm teo. Lấy teo này cũng được, bạn này lên teo 3 này, sắp. Không kịp để ý. Để ý kiếm teo nhá.
này bỏ rồi. Teo bạn kia đi. Trước khi bạn ấy nhiều lên teo 3. Không tìm thấy teo, kệ bà đi. Này này, khóa này lại. Roll phát nữa xem có con teo thì khóa nó lại. Chi hồn. Teo bắn chéo thương bắt đáy à? Bắt phải góc này. Bắt phải ra góc này. Quỷ, tí chết. Ơ, sao mình ra góc này rồi bạn này vẫn còn chạy sang góc kia nữa, ghét nhờ. Không sao, góc nào cũng được. Mà lúc mình cứ choi mà anh em. Ừ, thế để sang cho góc Malok đi. Malok cân kèo đấy dễ hơn. Teo này còn 4 con phải kiếm thêm ấy. Kiếm thêm 1 con teo. Con cát bạn này con cát 2 rồi. À đây. Sẽ bán con cát đi. Sách thắng, sách thắng. À, chết rồi. Quẹt. Hay gái A bỏ cái A sang cho con kia nhỉ. À này bỏ ấy, à này. Kiếm thêm tiền để tích thêm con teo về. Thương rồng. Tí mình đào thương này bắt con rồng thôi. Con cát ở lại rồi. À bạn này rồng ra giữa rồi à. Mà lốc nhảy góc này xong rồi này. Crest này. Chi hồn dính người nó này. Rồi con này đi. 35 máu cũng đi anh em này. 35 máu cũng phải đi. May bọn này không lên teo 3 nữa. May không lên được teo 3. Bây giờ cho con thêm nó cũng được đấy. Bây giờ kiếm lại con thêm à. Em thêm à cho Lily này. À, thôi chọc rẻ đi. Bọn cắt sang bên này đấy nhá. Thằng đáy cũng chả làm gì được. Thôi bọn cắt sang bên này thôi nhá. Hai này đứng chỗ với nhau. Đông vui rồi hết. Thương đáy này, mà lốc đáy kia. Hãy đổi góc ghét thế. Cái này tính truy hồn rồi này. Mà lốc nhảy phát nữa này. Chết giờ, bạn này dây đúng cái dây cuối. Bạn ấy đảo chỗ lại xong rồi mình chết ạ. Xong con cát quả này bị làm sao nhỉ? Bạn này có thêm cái gì à? Bạn này bỏ teo đi thêm con thên anh em ơi, con thên này trông đáng giá phết nhỉ. Vũ con Vera mình. Hơn con teo. Tiếp đi. Đó, bạn này khỏe quá. Không đỡ được thật. Hơi tiếc nhỉ. Tưởng mình ăn rồi, mình đã định đảo hack não bạn này rồi nhưng bạn này hack hack cả não của lão mình nữa. Ghê thật. Chắc cũng top top sao, ghê thế. Thôi vậy thôi anh em ơi, với mình đây kết thúc rồi. Em thích kênh truyền thì like, subscribe và... đèn. Thôi gà thôi anh em ơi, bye bye anh em.